những quầy hàng vắng cả người bán lẫn người mua. Hàng ghế chờ khi xưa đông đúc thì nay chỉ lác đác mấy người ngồi. Bên này cửa hàng đặc sản không ai ghé đến. Bên đây cửa hàng trang sức, người bán cũng chỉ biết ngồi chơi. Những ngày này đến cảng tàu khách du lịch quốc tế Thuận Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, không ai còn nhận ra một địa điểm du lịch vốn tấp nập khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan lại rơi vào cảnh điều hưu đến vậy. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại cảng tàu quốc tế Thuận Châu. Hiện nay đang vào giờ cao điểm, nhưng lượng khách đến đây rất ít, khoảng 1/10 so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19. Đấy là trong nhà chờ, còn dưới bến tàu tình hình cũng không kém phần bi đát. Các quầy hàng có mở bán, nhưng nhân viên thì ngồi chơi xây nước vì chẳng qua ghé vào hỏi mua, số khác thì đóng cửa im lìm. Các tàu du lịch thì nằm bờ chỉ còn vài nhân viên trông coi. Theo cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn trên không gì khác chính là vì dịch bệnh COVID-19. Theo cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh tại Tuần Châu, trong tháng 2, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long qua cảng Tuần Châu giảm tới 80%, khiến 2/3 số tàu du lịch nằm bờ. Thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19, cảng Tuần Châu đón khoảng 7.000 đến 8.000 khách, với khoảng 400 đến 500 chuyến tàu xuất bến một ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng, trung bình mỗi ngày có 2.000 khách với khoảng 150 chuyến tàu một ngày. Dịch bệnh COVID thì bến tàu thì số lượng khách có giảm đi chút ít, nhưng mà số lượng thuyền viên trên tàu vẫn duy trì và phục vụ đầy đủ. Năm nay thì giảm đi, năm ngoái là chuyến chạy thì còn ít hơn một chút, và lượng khách Trung Quốc với khách Đài Loan đang trung tâm dịch thì không sang nên là ít, còn là phương Tây với khách nước ngoài rất là nhiều. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh, đơn vị quản lý cảng tàu Tuần Châu, thì để chia sẻ khó khăn, đơn vị đã quyết định giảm 20% giá dịch vụ neo đậu, văn phòng đại diện cho các chủ tàu cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Cho đến trước khi cơn bão dịch bệnh COVID-19 kết thúc, có lẽ những người lao động ở cảng Tuần Châu vẫn sẽ tiếp tục lao đao trong cảnh ngồi chơi xơi nước bất đắc dĩ thế này.